Rồi ok em là Bảo Long BCB em nhá Thì trường nay em ra test cho anh Trương Minh Sang Anh nhá một cây cuốn đồ Cấu hình rất chỉ là cao anh nhá Thì uh, anh Trung Minh Sang này thì uh, vừa mới đặt của em Sáng nay có số điện thoại đuôi của nó là 189 189 anh nhá Đấy thì uh, hàng bên nhà Bảo Long nó luôn các bác như thế nào Thứ nhất em lắp ráp nguyên cây như thế này Lắp ráp nguyên cây đấy đồng uh, thứ nhất là một cái cây súng quân đô nhá anh em chơi ấy, thì biết được lắp ráp đồng tâm đồng trục từ đầu đi từ đầu đi các bác nhé cái vui này nó không chạm vào trong cái khung này nó không chạm mà kéo lên kéo xuống nhẹ nhàng anh em nhá thì lực đập búa lò xo nó mới đều đấy khi anh em nhá về nhá hàng bên nhà bảo lông ấy anh em tháo cái vui này với tháo cái lò xo ra anh em cho cái búa chạy lên chạy xuống nó rất chìa cầm chạy lên chạy xuống rất chìa chân chu là có nghĩa nó lắp ráp rất chìa đồng trục đồng tâm đồng trục các bác nhé khi nó đồng tâm đồng trục rồi thì cái hệ thống mà gọi là uh, độ ổn định của cái búa đập về nó rất chỉ là đều nó đều thành ra là làm cho viên đạn đi nó trúng hơn đấy anh em nhé thứ hai nữa là em sẽ dùng tất cả hệ thống đồ cái này là đồ mới 100 phần và cấu tạo của bao gồm của nó bao gồm những cái gì thì nó luôn các bác thứ nhất anh em nhìn một con kính beta t1d này dòng kính này nó luôn các bác là trong rung trong giả chống nhĩ tâm. Đấy và đồ ổn định của nó anh em có biết rằng là Dòng kính anh em hay dùng thường xuyên nhất Nếu ở trên cuộc đời này Dòng kính nào dùng nhiều nhất Chắc chắn nó còn bê đa tên vào đi này Anh em chơi súng tại vì nó vừa túi tiền Độ nét tâm nó lại đẹp Các bác nhá Đấy Thứ hai Em dùng cho con này là một cái van độ van độ này là của hãng các bác nhá Của hãng Mà em bắt đầu lại bom bếp dòng sim Từ ăn rét Trên áp sẵn Làm cho anh em gọi là Chống tràn áp chống tràn áp anh, em nhé và khi em đổ ổn định của cái van này khi em đã đổ vào rồi thì em chơi cũng gọi là mút chỉ chơi mút chỉ đổ ổn định của nó anh không phải lo tràn áp nữa các bác nhá bình là bình carbon này van độ này nòng súng anh em dùng con ít m tám bl hai ba một dòng uh, nòng súng này em bảo hành hai năm loại đời mới các bác nhá riêng nòng ít m tám này em bảo hành hai năm loại đời mới so với những uh, cái, 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 lô nòng khác nòng ít m tám hàng chính tông bên nhà bảo long nhá không phải hàng cho nó bên ngoài thị trường đâu đấy giảm thanh Afford phi 35 hàng nhập tàu nguyên chiếc độ em rất chỉ là êm đấy tay cầm này combo khung đời mới 2023 Ở ruột thì anh em thích ruột đồng thì lắp ruột đồng mà thích ruột nhựa em lắp ruột nhựa mà đại đa số anh em chơi ruột đồng anh em nhé bọc đồng đấy. thì một cây như này em lắp ráp nguyên cây em ship xe ra cho anh em ship xe gửi nguyên cây hàng về đến tay anh em chỉ về chơi thôi không làm vấn đề gì khác các bái. chỉ vì chơi thôi không làm vấn đề gì khác đấy cái hàng riêng bên nhà bảo long đây anh em nhìn này em để uh, cái trên này nếu em chạm vào đây thì nó sẽ sợ nó rơi sợ nó rơi thành ra là nó em không em cứ kéo một phát lên búa lên quà cho các bác xem độ ổn định của nó đồng tâm trục như nào đây này kéo về này em nhìn này kéo về này không? không vấp không gì hết này đấy không vấp không gì hết chúng chưa không vấp không gì em kéo một tay nhẹ nhàng nhá nhá cò này anh em nhìn chưa nó rất chi là ok em kiếm rất chi nhẹ nhàng và kéo lên kéo xuống nó không có một tí gọi là mắc nó gọi là trình độ lắp ráp lắp ráp gọi là lâu năm thì phát hiện ra cái cái cái, cái, cái bộ gọi là đồng tông đồng, đồng tâm đồng trục của con này thì nó sẽ có rất nhiều kinh nghiệm và để làm cho một cái cây xuống nó trúng nhất cho anh em anh em nhá đấy thì một cây này 10 triệu một cây 10 triệu một cây em lắp ráp nguyên cây ship xe cho anh em nhận hàng thành tốn tiền các bác nhá đấy này. anh em xem video của em hay cốt nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và em uh, khi mà ra video khác thì anh em cũng sẽ nhận được ngay và anh em nên nhớ là cây của ai em đọc tên của người đấy và dắp ừ. em sẽ test quay video qua lăng kính như này nhá đây đây quay video qua lăng kính như thế này nhá thì uh, để gửi qua zalo cho anh em anh em xem ok rồi thì em mới gửi đi hoặc em gọi video zalo trực tiếp cho anh em anh em nhá đấy thì ở uh, đây anh em ngắm này, ngắm em nó từ hai bên này đây ngắm từ hai bên này ok chưa quá chìa đẹp luôn anh em nhá này quá chìa đẹp đấy à, xin chào anh em nhá